Messi nhường penalty để giúp đồng đội tại Inter Miami. Thay vì tự mình đá quả 11m cho Inter Miami, Lionel Messi đã nhường lại quyền thực hiện cho người đồng đội Josep Martínez. Phút 51 ở trận gặp Orlando City tại vòng 1, 16 League Cup, thời điểm tỷ số đang là 1-1, Inter Miami được hưởng penalty. Với việc mang băng đội trưởng đồng thời là ngôi sao số 1 của câu lạc bộ, Messi nghiễm nhiên là người lãnh trọng trách thực hiện. Tuy nhiên, thay vì nhận quyền sút 11m, Messi đã nhường lại cho Martinez với mong muốn giúp anh có thể tìm lại sự tự tin sau quãng thời gian tịt ngòi. Lần gần nhất, Martinez lập công trong màu áo Inter Miami đến ở trận gặp Columbus Crew ngày 5 tháng 7. Trên chấm penalty, Martinez đã không mắc sai lầm nào nâng tỷ số lên 2-1 cho Inter Miami. Sau đó, chính chân sút 30 tuổi người Venezuela đã kiến tạo để Messi hoàn tất cú đúp, giúp Inter Miami giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Chia sẻ sau chiến thắng của Inter Miami, Martinez nói, lúc có quả 11m, tôi đã tiến lại gần Messi. Tôi hỏi anh ấy có muốn thực hiện nó không? Messi trả lời, không. Cậu đá đi. Khi có một quả 11m, bạn phải chờ xem Messi nói gì. Messi đang trải qua khởi đầu như mơ tại Inter Miami. Sau 3 vòng đấu, anh đã bỏ túi 5 bàn cùng một đường kiến tạo, lập đại công giúp câu lạc bộ của Mỹ vào vòng 1/8 của League Cup.